Ê bác sĩ ra kìa. Bác sĩ ơi bác sĩ. Dạ tôi đẻ con trai hay con gái vậy bác sĩ? Anh bình tĩnh. Ủa? Là con trai. Vui bác sĩ ơi. Yeah yeah. Từ nay mình có em trai rồi. Em trai sẽ mạnh mẽ giống cha. Ờ mà quên lời rồi. Ủa? Tập tiếp theo. Chú bộ đội nhỏ. Hai bộ đội này mặc hỏng chưa? Liêu 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 liêu. Chú bộ đội nhỏ. Bộ đồ này mình mặc cũng không vừa. Đó là đồ của anh mặc, làm sao mấy đứa mặc vừa được. Nhìn anh ạ. Nghiêm. Bao mình mẹ quá chú bộ đội ơi. Tập tiếp theo. Mọi người ơi, mình làm được rồi. Yeah. Mình cũng làm được rồi nè mọi người ơi. Hai bạn nhìn của mình nè. Wow. Bự chưa? Hả? Bự dữ vậy chàng. Ui ui quá. Bự quá. Hay quá bạn ơi. Tập tiếp theo. Tích thiệt chứ. Muốn gì? Tăng 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 chạy. Hả? Bị gì vậy chàng? Tập tiếp theo. Bắp ơi nhìn kìa. Wow. Ui con thuyền bự quá. Cái này cái thang máy không phải chiếc thuyền đâu ông ơi. À. Ai út mà. Các bạn có đi cái thang máy này bao giờ không? Tập tiếp theo. Chị hai, chị hai, chị hai, chị hai. Ôi trời ơi, vụ gì? Đằng kia có cọp kìa chị hai. Nói vậy chưa thấy con cọp, đi coi. Ai út mà. Nhưng mà em sợ cọp lắm. Đi lẹ lên. Kìa kìa chị hai cọp kìa. Con cọp đang ăn bắp nha. Ai út mà. Mèn đét ơi, là con cọp này đó hả? Thì đó cũng là con cọp mà ha.